và hai. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với Midi World. Yeah, ok. Thì hôm nay mình đang ở trong cái thế giới sinh tồn của mình nè anh em. Đó, đây chính là cái thế giới sinh tồn của mình nè. Đó, anh em thấy không, đây một căn nhà cực kỳ quen thuộc luôn. Thì ở đây là ngoài vườn của mình. Thì dạo gần đây anh em mình không biết sao á, mà cái khu vườn của mình tự nhiên lúa đồ nó héo hết, dưa hấu, bí ngô đồ bọn nó cũng biến mất hết luôn. Mà mình gieo hạt từ bữa đến giờ mà không thấy nó mọc lên luôn. Dạo gần đây kiểu mình không có gì để mình đem ra chợ mình bán cả, cho nên là giờ mình không có thức ăn luôn. Hơi thiệt, nhiều lúc đói lắm luôn chứ. Nhiều lúc mình muốn làm thịt con heo rồi nè, nhưng mà con heo này nó ở đây mấy năm trời rồi. Con này nó là bạn của mình rồi. Với lại mình giết nó mình sợ bà Timmy giết mình luôn quá. Cái này là bạn của Timmy mà. Thôi kệ đi. Nói chung chắc giờ là mình sẽ vô nhà mình nấu ít thức ăn trong nhà để mình ăn đỡ vậy. Rồi mình nhớ hình như là mình có gạo thì phải. Trời ơi không có thức ăn luôn anh em ơi, chỉ toàn là hoa không à. Hơi đói bụng lắm luôn á, bây giờ biết phải làm sao đây. À đúng rồi ha anh em, mình mới nghĩ ra ý kiến rồi nè. Tại sao mình lại không trồng hoa để đem bán nhờ? Nghe cũng hợp lý đó chứ. Ừ mình trồng hoa mình đem bán cũng được, khỏi cần trồng lúa bí ngô đồ. Đúng rồi. Ôi quên mất còn nhiều hoa mà. Ok mà giờ mình sẽ đem cái này ra mình trồng nha. Quên. Mình quên mất là chúng ta có thể trồng hoa để có thể đem đi bán. Đúng rồi. À để kiếm coi. Mình nghĩ là mình sẽ trồng hoa chỗ này đi anh em. Đó, mình sẽ đập hết mấy cái cỏ dại ở đây. Đó. Rồi mình nghĩ là mình sẽ trồng một cái vườn hoa này. Ui anh em nhìn kìa. Ui hình như cái này là thiên thần anh em ơi. Trời ơi. À đúng rồi, trong Mi World nó mới cập nhật thiên thần anh em. Trời ơi, nhưng mà nhìn thiên thần cũng dễ thương quá ha. Rồi à, nhưng mà nói chung là mình không có đồ để mình đổi cho nó đâu. Thôi kệ đi, mà có mình còn không có thức ăn để mình ăn, nó tiền đồ đâu mà đổi cho nó. Ok, đặt mấy bình hoa vào nè. Rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ trồng hoa nha. Trời ơi, không cần đi trồng hoa, thật là nam tính. Đó, trồng hoa giờ nè, trồng hoa nè. Đó. Trời ơi, quá đẹp luôn. À, trồng hoa nè. À, ok. Rồi, tính lượt bông hoa mình đây. Ừ. Rồi, ok, mình nghĩ là bây giờ mình sẽ trồng trước như thế này thôi. Mai này nó mọc ra thêm á thì mình sẽ có được nhiều hoa hơn và mình sẽ đem đi bán. Còn cái số hoa còn lại nè thì mình sẽ đem ra chợ mình bán cho mình kiếm tiền mua gì ăn trước nha. Còn này mình sẽ để dành để mình trồng. Ok, rồi đi ra chợ thôi anh em ơi, đi thôi. Ôi, những bông hoa này thật là xinh đẹp. À, có bông hoa màu đỏ này. Ôi, con đẹp đến vậy mà. Nếu như còn có sự sống thì hay biết mấy nhở. À, đúng rồi, bông hoa nhỏ bé à, bây giờ ta sẽ ban sự sống cho con. Con sẽ có thể sống như những con người bình thường. Hai, thật là cầu mong mà. Hồ Viên. Hai, trời ơi anh em ơi, mình mới đem mấy con hoa ra chợ bán, thế là mình đổi được nè. Ba cái chén cơm nè anh em thấy không? Trời ơi, vậy mình ăn buổi sáng một chén, buổi trưa một chén, buổi tối một chén, vậy là mình có thức ăn để mình ăn rồi. Ok, thôi đi về nhà thôi. Là có cơm ăn rồi, có cơm. À quên nữa, mình phải vô cái vườn hoa mình kiểm tra coi mấy bông hoa trong vườn của mình á, nó có mọc lớn lên chưa ta? Trời ơi, mấy bông hoa nhìn nó tươi chưa nè. Vậy là nó cũng đã lớn rồi anh em. Ha. Đẹp nha. Ha. Khá là đẹp nha. Ủa. Mình cái bông hoa này nhìn nó lạ sao anh em ơi. Cái bông hoa này nhìn cái kiểu mà nó cử động kìa anh em. Ê, trời, nó mới cử động. Hình như mình mới thấy nó cử động anh em ơi. Trời. Anh em ơi, bông hoa mà biết cử động. Bông hoa biết cử động. Trời, chết mình rồi. Mình hình như mình nhớ trước đây mình có coi ở trên YouTube á, người ta có nói là có một loại hoa người ta gọi là hoa ăn thịt người, nó có thể cử động được. Trời ơi, chết mình luôn rồi. Cái hoa này, phải từ để mình lại gần coi thấy nó cử động kìa anh em, nó cử động kìa. Để mình lại gần mình xem coi. Ôi trời, nhìn nó kỳ, nó gì vậy sao anh em ơi. Trời ơi, nhìn kìa, nó quay lại đó kìa. Nó đang hình như nó đang mới vừa hút cần hay sao, nó bị phiêu hay sao mà nó lắc qua lắc lại hoài à. Ôi, nhìn nó ghê quá anh em ơi. Ồ, nhìn nó lạ quá ha. Mình đem nó mình bán được không nhỉ? Nhìn cũng lạ quá ha, bông hoa này đem đi bán chắc được nhiều tiền lắm nè. Trời anh em ơi, có chuyện gì mới xảy ra? Ôi, nó cử động kìa. Có ma, với người ta có ma. Ma. Ê, cái gì vậy? Đừng sợ ma. Đi ra chết nha. Sao đi ra
trời, đừng lại gần ta, có ma, có ma. Bữa người ta có ma, trời, ma ma cây, ma ma hoa. Ui, đỡ. Ê, đi đâu ngoài. Em là bao hoa, anh chồng mà đi ra ngoài. Mày là gì vậy? Mày đứng ngoài đó đi, mày đừng vào đây. Mày là ai? Mày là ai? Mày là yêu tinh phương nào? Mày đến đây. Hồi sáng anh mới chồng em mà, anh quên rồi hả? Chồng cái gì? Hồi sáng anh tao nhớ là tao ra tao chồng hoa, chứ đâu có chồng cái cây gì mà biết nói, biết cử động như mày đâu. Không phải, hồi sáng có một bà tiên đi ngang qua, bà tiên nói là sẽ cho em cuộc sống để sống với anh á. Anh ơi, anh đừng bỏ em mà, anh là người chồng em mà. Ghê quá, trời, lần đầu tiên tao thấy một bông hoa biết nói, đừng lại gần ta, trời, ghê quá anh em ơi, ghê quá. Em đâu có làm hại anh đâu anh ơi. Thiệt không, thiệt không làm hại không? Dạ, em không có làm hại anh mà, em là hoa không à. Thôi, được rồi, biết rồi, nhưng mà đánh ngồi, đừng người tránh ta ra ba block đi, đừng lại gần ta quá, ta hơi sợ, ta vẫn còn hơi sợ. Trời ơi, mà lần đầu tiên mình thấy một bông hoa, đứng xa ra mà lắm, không được lại gần, đứng xa ra. Là một. Ôi trời mưa, vô nhà nhanh lên, trời mưa rồi, vô nhà đi. Rồi anh em ơi, lần đầu tiên mình thấy một bông hoa biết nói anh em ơi, nhìn nó ghê, nó dị dị sao á. Ôi, biết đóng cửa lại không? Ôi, nó biết đóng cửa lại luôn anh em ơi, cái bông hoa này nhìn nó ghê quá. Ôi là trời. Đói bụng quá, cho ăn đi. Đứng im coi, trời làm cái gì mà nhoi hoài vậy? Ôi, mày là cây, mày là hoa mà mày chỉ có biết uống nước thôi chứ sao mày ăn được? Ai nói cây cũng là con người có trái tim đi chứ. Người ta biến thành người rồi nè, cho người ta ăn đi. Ủa cái gì mày biết thành người hả? Thôi được rồi, mày biết ăn phải không? Để coi đây nè, tao có ba chén cơm nè, cho mày chén cơm nè, ăn đi. Trời ơi là trời, hoa mà cũng biết ăn cơm nữa, lạ nha. Ngon không? Trời ơi, cơm này mới mua á. Trả cái chén này, còn nữa không anh, em đói quá à. Cái gì, ăn nữa hả? Mày mới ăn một chén cơm mà mày có bé tí tẹo, mày ăn gì một chén chưa no luôn hả? Ôi, thương em đi, em là bông hoa mới lớn mà. Nè, lấy nè, còn thêm chén nè, đó lấy luôn đi. Tao ăn một chén cũng được, trời ơi trời. Ăn luôn. Anh đừng ăn. Ủa sao không ăn? Mày tao lau, tao đưa cho mày hai chén cơm rồi còn có một chén mày ăn luôn, chén này thì tao còn gì đâu tao ăn. Anh ơi, em mới biến hình qua nên em cần nhiều chất lắm. Anh cho em ăn luôn đi. Rồi mày ăn hết luôn đi. Trời là trời, có ba chén cơm mà nó cũng lấy của mình nó ăn nữa. Rồi đưa chén này. Trời là trời, thiệt chứ, coi như là bữa trưa nay tao nhịn đói luôn rồi đó, tối nay tao cũng nhịn đói luôn, sáng tao cũng nhịn đói luôn, không có gì ăn luôn. Bây giờ hoa đâu vậy? Anh còn không cho em ăn ơi. Tào lao, mày nghĩ sao vậy? Mày có ba chén cơm à, mày ăn hết cái tao luôn, mày còn rồi đó hả? Ủa nhưng mà bây giờ làm cách nào để tao có cơm tao ăn, rồi ngày mai làm cách nào có tiền để nuôi mày đây? Trời ơi, bây giờ tao không còn không có tiền, tại vì là bây giờ tao phải cần chờ cho hoa nó mọc lớn thì tao mới có hoa tao đem ra chợ tao bán thì tao mới có tiền mua thức ăn cho mày được. Ủa vậy mà anh ơi, em có thể tạo ra rất nhiều hoa luôn. Cái gì, tạo ra hoa hả? Thiệt không? Dạ thiệt, anh tin em đi. Đâu, đi làm coi, đâu biến ra hoa đi coi. Ở trong này sàn gỗ không mà sao làm. Vậy đi ra ngoài, trời mày xạo cái là tao sẽ làm thịt mày luôn nha, cái con bé cây kia. Rồi đi ra ngoài đây, đâu rồi biến ra hoa coi. Ôi trời, con heo nó chu cái đít trong cái bông hoa kìa. Trời con heo này vô duyên, đi ra ngoài. Ra ngoài, heo. À, xin lỗi. Ôi trời ơi, anh em ơi, trời con bé này nó biến ra hoa thiệt anh em ơi. Ôi nhìn kìa, đâu mà mày biến cái thêm này. Ui, ba bông hoa luôn. Ui ghê, đâu biến thêm coi. Biến thêm coi. Ui, bốn bông hoa luôn. Trời ơi ghê nha. Ôi lụm trời quá trời hoa luôn. Rồi biến thêm coi. Năm bông hoa. Trời ơi, sáu bông hoa. Còn không? Còn hãy biến được không? Hả? Còn hả? Còn hả? Trời. Mà gì? Mệt quá rồi. Thôi mệt thôi, đừng biến nữa, trời là trời thiệt chứ. Ủa nhưng mà được nhiều hoa quá anh em ơi. Ủa dưới đeo hoa có thể đem ra chợ bán được rồi nè. Tính anh nuôi mày cũng có lợi quá ha. Cũng được đó. Thôi là bây giờ ta sẽ đem nha, hoa này ra ngoài chợ bán. Còn mày ở nhà coi nhà đi nha. Dạ, bye bye anh. Rồi coi đi vô nhà coi nhà đi. Rồi đây, ok anh em ơi, trời ơi, coi bộ là mình kiếm được con bé hoa này cũng tốt nha, biến ra được hoa luôn, tha hồ mà có hoa đem ra chợ bán, trời ơi, đi thôi. Rồi, bé hoa ơi. Ủa? Ủa? Ê, các bạn kìa, ê, ê, ê,
Ê, bạn là ai vậy? Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi? Anh ơi. À, ê, cái gì? Tôi quen cô đâu? Em nè. Em là ai? Em nè, em bé Hoa nè. Cái gì? Xạo, hồi sáng con bé Hoa nó lùn có chút xíu à. Mà với lại cái bông hoa trên đầu nó nhỏ xíu rồi, còn cái bông hoa này bự. Ủa, cái bông hoa này, tính ra cái bông hoa này mình bứt đi mình bán chắc cũng được nhiều tiền. Cái hoa này đẹp quá. Ôi, cái gì rồi sao? Ủa mày là bác, mày là con bé hoa thiệt á hả? Em nè, sáng em biến hoa cho anh quá trời luôn á, anh quên rồi hả? Xạo, nếu mà mày biến hoa, mày là bé hoa thì mày thử mày biến bông hoa tao coi. Rồi vậy anh đi ra đây. Rồi đi ra này, rồi sao đâu biến bông hoa coi coi. Xạo nè. Mày mà là bé hoa cái gì? Nè. Có gì đâu? Nè, lại đủ lực mấy được mệt mỏi. Ủa trời, đúng rồi anh em, nó biến ra hoa thiệt nè. Ủa vậy là mày là bé hoa thiệt hả? Dạ em đâu có lừa anh đâu, em biến ra hoa được mà. À, thôi được. Ủa mà sao hồi sáng nhớ mày nhỏ xíu rồi giờ mày bự quá vậy? Ủa mày bự bằng bằng tao luôn rồi đó. Dạ chắc là tại bà Tiên thương em nên bà Tiên cho em có tốc độ phát triển này nhanh vùng vụt. Một chỗ này ngoài cơm ra không ăn được gì khác á hả? Có thể ăn được dưa hấu bí ngô, nhưng mà bây giờ dưa hấu bí ngô nhìn đi nè, thấy không? Trồng mãi mà nó không lên được, thấy không? Cho nên là bây giờ đâu có dưa hấu bí ngô đâu ăn. Ủa? Sao vậy? Thì sao là sao? Tại vì mấy ngày nay á là kiểu không biết sao cái đất nè hình như nó bị khô quá sao nó không mọc cây lên được. Ờ đúng rồi, mày là bé hoa mà. Mày hồi nãy mày có thể biến ra hoa được á. Mày có thể nào biến cái vườn này nó mọc ra đầy bí ngô dưa hấu luôn được không? Để em ấy đất cho anh, đợi em chút nha. Rồi thử đi. Ôi trời nhìn kìa. Wow, lúa chín rồi trời. Bí ngô cũng chín hết. Trời, mình vô mình xem coi. Ôi, dưa hấu bí ngô mọc đầy vườn luôn em ơi. Trời quá trời luôn, Ôi rồi sao mày nằm đây con bé hoa? Vậy đi nằm đó chi ạ? Gì ạ? Em mỏi lần em biến phép về em mệt lắm. Trời ơi mệt à. Trời không sao đâu, tí nữa lấy dưa hấu vô ăn là hết mệt. Trời ơi, dưa hấu bí ngô đầy luôn anh em ơi. Kỳ này là coi như là không lo gì lương thực nữa rồi, có quá trời thức ăn để ăn luôn rồi. Ok, thì mình hôm nay mình kiếm được con bé cây này cũng khá là lời ha anh em. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của thành viên trong team Hero, chính là Timmy TV nè, anh Mr. Vịt nè, Camui TV, để subscribe ủng hộ cho thành viên trong team Hero. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa nha, đó chính là Kairon TV nè, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.